Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Tuất, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ đinh tị từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày mậu tuất tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, nhâm thìn, giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc, ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn các bạn nhé vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh thìn bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt về việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao mạn đức tinh, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao bạch hổ, kỵ an táng, sao tội chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi an táng, sao ly sàng, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Tiếp theo, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn xuất hiện cho nên cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý cũng theo đó mà được tăng tín với bạn tuổi Tý bạn lựa chọn đúng cái đường đi với mình nhờ thế mà phát huy được hết cái năng lực của bản thân mình trong công việc nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thủy thổ xung khắc. Cái điều này đang có cái điểm báo cho bạn tuổi Tý về cái phương diện tình cảm lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên của bạn khá chi là bất ổn và bạn mệnh tuổi Tý đánh mất đi cái sự hài hòa trong cái mối quan hệ về tình cảm, dễ nảy sinh cái sự xung đột với chính người mình yêu đối với bạn tuổi Tý nhé trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tí á, những bạn đang còn độc thân thì thiếu đi cái sự tinh tế khi không nhận ra được những cái biến chuyển cảm xúc của đối phương và bạn tuổi tí bạn cảm thấy khá chi là bất an khi không thấy đối phương đáp lại tình cảm nhưng không biết phải xử lý như thế nào nữa đoạn vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim cần xem lại mình nhé Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy nên tìm cách xử lý vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc cần hiểu nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang vướng phải cục diện ngũ hành tương hình, cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu bạn đang có sự ngăn cản đến với người mình yêu và bạn tuổi Sửu bạn cứ nghĩ mình đã có tất cả trong tay nhưng hóa ra tình yêu vẫn chưa bền vững với bạn được đúng nhá. Và bạn tuổi Sửu nhân duyên của được nhưng không biết nắm giữ thì cũng rất dễ tuột khỏi tầm tay như khi ta nắm chặt nắm cát trong tay vậy đó bạn tuổi xỉu nhé. Phải cho nhau cái không gian riêng tư phù hợp và bạn tuổi xỉu bạn đừng có biến đối phương thành tù nhân trong tình yêu đoạn. Nhưng may mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài hợp sức. Cho nên cái nguồn thu nhập với bạn tuổi xỉu trong ngày này khá chi là vững vàng và bạn mệnh tuổi sửu không cần phải quá lo lắng cái chuyện về chi tiêu bởi tiền nong lúc này với bạn dụng rịnh trong túi nữa rồi đoạn Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy công sức độ bể tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tình cảm nhạt phai tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không lo túng thiếu tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc không cảm thông chia sẻ đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi, Tử vi tuổi dần thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu tốt lành về cái phương diện tình cảm nhé. Chính tình yêu đã mang lại sinh khí cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay và bạn tuổi dần bạn đang có được cái vận tam hợp quý nhân nâng bước bản mệnh có thể nhìn rõ được tình cảm của đối phương dành cho mình và không còn cảm thấy lo lắng, nghi ngờ như trước nữa. Và trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi dần, ngày này, những bạn đang còn độc thân thì nên tham gia hoạt động xã hội để mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình. Bạn sẽ thấy bất ngờ khi có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, có nhiều sở thích chung với mình nữa đối với bạn tuổi dần nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần rất có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm khi bạn không chịu tham khảo những cái ý kiến của người đi trước. Và bạn tuổi dần, bạn cần phải lấy đây là cái bài học sâu sắc cho mình. Đừng có tùy tiện làm theo ý thích của mình nữa bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình duyên như ý tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa cần giữ bình tĩnh tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tham khảo ý kiến mọi người tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng để mình chịu thiệt tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim cần tận hưởng cuộc sống đoạn về đánh giá của bạn thử dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tuất mạo nhị hợp, cho nên với bạn tuổi mão đang có được cái vận đào hoa nở rộ, tình duyên khia sắc và với bạn tuổi mão dễ dàng tìm được người thầm thương trộm nhớ và bạn tuổi mão bạn cũng cần phải chủ động bày tỏ tình cảm chứ đừng có ngần ngại kéo lại đánh mất đi cái nhân duyên tốt đẹp đến với mình nhé trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão bạn mệnh cũng có thể sẽ cần phải tìm cách để hâm nóng lại tình cảm gia đình và hôm nay là cái thời điểm rất thích hợp để cho các bạn có thêm những kỷ niệm đẹp về nhau, không có những cái nội lua toan thường trực như trước nữa. Được. Nhưng với bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa khi mà bạn tuổi mạo đang say đắm trong bể tình thì giật mình nhận ra tiền bạc trong tay đã không cánh mà bay đi mất nhé. Cái lý do mà bạn tuổi Mão rất có thể mất mát về số tiền lớn đến như vậy là do bạn quá tin người, chẳng chịu kiểm chứng những cái thông tin khi đưa ra số tiền lớn đến như vậy. Đoạn. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, nhân duyên mau tới, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, tài lộc thất thoát, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, tin người mắt của tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng mãi cố chấp nhé về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực để có thể hàn gắn được những cái vết dạn nứt trong cái mối quan hệ tình cảm của mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn đang gặp ngày có ngũ hành thìn tuất tương sung, những mâu thuẫn không hề đơn giản chút nào với bạn trong ngày đâu. đoạn Có nhiều việc không thể cứ nóng vội là xong được và bạn mệnh tuổi thìn cần phải giữ bình tĩnh, đảm bảo rằng mình không để mất đi thời cơ hiếm có, nhưng cũng đừng để mình phạm phải sai lầm vì đốt cháy giai đoạn trong ngày đó bạn tuổi thìn nhé và may mắn trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tử thìn bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài hợp sức cái điều này làm cho cái phương diện tiền bạc của bạn tử thìn lại rất chi là dồi dào bạn chẳng cần phải lo lắng quá nhiều khi mà với bạn tử thìn bạn đủ sức để cân cả thế giới với cái tài năng của mình với chỉ chút tài liệu của bạn cũng sẽ giúp cho bạn kiếm được tiền về tay nữa đối bạn tử thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, cần giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, sóng gió nổi lên. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, gia đạo kiếm an in. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, cần tìm cách hàn gắn tình cảm luận. Về đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thực thần nhập mệnh cho nên với bạn tuổi tỵ bạn trải qua một ngày rất chi là may mắn về côn đường tài lộc với mình nhé và bạn tuổi tỵ bạn kiếm tiền như hái ra nước Việc làm ăn kinh doanh được phát đạt chẳng chút lô toan về vốn liếng bởi lợi nhuận càng ngày càng tăng với bạn. Đó trong ngày thứ năm này đối với bạn tử tỵ, bạn mệnh nhạy biến với thời cuộc, thấy được những tiềm năng hiếm có để phát triển đánh trúng tâm lý của khách hàng, nhờ thế mà có được thành công rực rỡ và với bạn tử tỵ không phải ai cũng làm được điều như bạn làm đó bạn nhé. tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tử tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cho nên dù bạn tử tỵ hết lòng vì người mình yêu nhưng chưa chắc đã được đền đáp trả xứng đáng. Tình cảm là thứ khó nối, tình đơn phương không biết được kết quả sau này sẽ như thế nào và với bạn chỉ biết cố gắng mà thôi đó bạn tuổi tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tỵ, cái việc xuất hành đi xa hay là khai trương cầu tài lộc cũng rất chi là tốt. Tuy nhiên bạn nên chọn những cái hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm chưa tới, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ thành công rực rỡ, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tiền bạc dư dôi, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim kinh doanh phát đạt, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần chủ động hơn luận. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp dần ngọ tuất cho nên với bạn tử ngọ bạn đang có được cái vận may mắn bất ngờ về cái phương diện tình duyên nhé. Và bạn tử ngọ bạn biết được đâu mới là người thực sự tốt với mình và không mất nhiều thời gian để đi đường vòng tìm thấy được tình duyên với mình đó. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tử ngọ Vợ chồng thì tình cảm có được cái sự hài hòa, không còn những khúc mắc như thuở ban đầu. Bạn và người ấy đã hiểu về nhau hơn, thông cảm cho nhau những cái lúc khó khăn trong cuộc sống. Và ai cũng cần có một người yêu thương tri kỵ như vậy đối với bạn tuổi ngọ nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ rất dễ gặp phải những cái vấn đề trong công việc của mình và bạn tự ngọ bạn mắc phải những sai lầm khó có thể cứu vãn được và có thể phải trả giá đắt bằng chính những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra đó bạn tự ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình duyên đến muộn tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình cảm hài hòa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa yêu thương chan chứa tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, công việc bất ổn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, mắc nhiều sai lầm đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này Bạn đang gặp ngày có ngũ hành tuất mùi tương phá Cho nên với bạn tuổi mùi đang có cái điểm báo Về phương diện tình cảm không được tốt Bạn đang có những cái xáo trộn trong cái chuyện tình cảm gia đình Và bạn mệnh tuổi mùi không biết được phải cân bằng cuộc sống của mình như thế nào đó nhá. Với bà tuổi mùi, bạn cũng đang có những cái thứ vui riêng, cũng muốn có được cái không gian để vậy vùng. Xong dường như điều đó là quá khó để thực hiện khi mà bạn đã có gia đình. Điều này khiến cho bạn tuổi mùi cảm thấy bế tắc và muốn vùng ra đó nhá. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang có được chính tài đảm bảo về cái sự ổn định tài chính cho bạn và bạn tuổi mùi bạn hoàn toàn có thể mua sắm mọi thứ theo ý thích của mình bạn cũng cần phải kiểm soát thu chi đừng có vì tiền rụng rỉnh mà tiêu xài quá hoang phí bạn tuổi mùi nhé trong ngày này đối với bạn tuổi mùi cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành cũng rất chi là thuận lợi bạn đang có báo hiệu gặp được quý nhân giúp đỡ công việc êm xuôi buôn bán cũng thuận lợi ký kết hợp đồng cũng rất tốt nhá. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tiền bạc rụng rỉnh trong túi, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, cảm thấy bế tắc, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, thiêu đuổi tự do, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, tình cảm mâu thuẫn, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, kiếm tiền dễ dàng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu về cái phương diện tình cảm có nhiều cái sự bất ngờ nhé. Ngày này đối với bạn tự thân, người ấy sẽ dành cho bạn nhiều cái sự bất ngờ về tình yêu to lớn. Và bạn tự thân, bạn cứ nghĩ rằng thời gian ở bên nhau càng lâu thì tình cảm ngày càng phai nhạt đi. Nhưng bạn đã phát hiện ra mình đã nhầm rồi đó nhé. Trong ngày này, đối với bạn tự thân, bạn hoàn toàn có thể sống lại những ngày tháng như mới yêu nhau thuở ban đầu. Chỉ cần bạn muốn là có thể, chứ chẳng cần phải mong ước gì xa xôi. Người ấy sẵn sàng sàng làm mọi thứ vì bạn, chỉ vì đổi lấy nụ cười ở nơi bạn mà thôi đoạn. Nhưng... Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tử thân cũng đang có cái điểm báo, có cái sự xui rủi trong cái côn đường công danh sự nghiệp của mình nhé. Với bạn tử thân, bạn cần phải nhanh chóng hoàn thành cái mục tiêu đề ra, nhưng lại bị kẻ tiểu nhân ngáng chân làm cho cái vận trình của bạn công việc gặp nhiều trở ngại đoạn về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm được thăng hoa tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa yêu và hiểu nhau nhiều hơn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi canh thân thuộc mộc công việc bất ổn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cảm thấy khó khăn nhé về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang có cái điểm báo về phương diện tình cảm của mình không được tốt nhé ngày này đối với bạn tuổi dậu rất có thể sẽ gặp họa về phương diện tình cảm bản mệnh để cho người ấy nảy sinh cái sự nghi ngờ khiến cho mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng lớn hơn mà không có cách nào để thay đổi được và bạn tuổi dậu trước khi tháo bùa cái nút thắt thì bạn cần phải tìm hiểu xem nút thắt đó bắt đầu từ đâu, sai thì phải sửa, phải nhận sai chứ không được lấp liếm. Càng là người thân thiết lại càng phải rõ ràng, không lấp liếm được đâu đó bạn tuổi dậu nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu, cái vận trình của bạn lại đang gặp được chính quan sôi đường trị lối cho nên với bạn tuổi dậu, bạn không còn mất nhiều thời gian để tìm hướng đi cho mình nữa. Công việc hiện tại của bạn tuổi dậu đang phát huy được hết cái khả năng của mình rất chi là tốt. Bạn có được cái cơ hội thăng tín cũng rất tốt và được cấp trên để ý chỉ việc thăng tín trong nay mai nữa thôi đối với bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy Công danh vượng phát từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm tổn hao từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, nghi ngờ lẫn nhau, từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tổn thương sâu sắc, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, thành công rực rỡ đoạn. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất á Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất không cần phải bươn trải hay là lo lắng về cái phương diện tiền bạc nữa mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà với bạn. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được thần tài ở bên, đặc biệt là làm cho bạn tài lộc cực kỳ là vượng phát nhé. Trong ngày này, với bạn tuổi tuất làm gì thì bạn mệnh cũng sẽ thu được tiền về tay. Nhất là đối với những ai đang làm kinh doanh buôn bán thì có được cái cơ hội phát tài trong ngày rất chi là lớn. Và bạn tuổi tuất bạn cũng cần phải tận dụng cái thời điểm này để tiến hành những cái công việc mới, công việc quan trọng với mình nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho cái phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn rất dễ mắc phải những cái vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kém ngon miệng. Sức khỏe cũng vì thế mà bị giảm sút nghiêm trọng. Và bạn từ tốt, bạn cũng cần phải tìm cách để giải quyết cái tình hình này. Nếu không, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Cái điều này ảnh hưởng đến công việc của bạn nữa đó bạn từ tốt nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tốt, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành thì cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn đang có được cái vận gặp quý nhân giúp đỡ, công việc được hanh thông, buôn bán được đất hàng, ký kết hợp đồng cũng rất tốt nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, sức khỏe suy giảm, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, làm ăn phát tài, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, quý nhân phù trợ, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, tài vận tăng tín đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1. Số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọa. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên. Cho nên với bạn tuổi hợi, những lúc khó khăn gặp phải trong công việc chẳng thể làm khó được bạn bởi bạn tuổi hợi đã có được những ý tưởng mới mẻ và độc đáo để áp dụng vào công việc cho mình nữa đoạn. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung. Cái điều này về phương diện tình duyên của bạn lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên của bạn tuổi hợi đang gặp phải những ngã rẽ bất an. Và bạn tuổi hợi, bạn không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc của mình đang nắm giữ đó nhá trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân không muốn tiến tới một cái mối quan hệ mới nhanh tới như vậy khi mà vết thương ở trong lòng của bạn vẫn chưa đóng vậy đúng nhá và bạn tuổi hợi bạn không muốn tự lừa dối bản thân mình cũng như là lừa dối đối phương về cái chuyện tình cảm luận về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm không đến đâu tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ công việc thuận lợi, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có ý tự độc đáo, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim mau thuận gia đình, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy lận đận về tình duyên đoạn. Về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.